Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Tướng mặt đàn ông tiểu nhân, tránh kết giao nếu không muốn gặp xui xẻo. Trong xã hội phức tạp, con người cũng đa đoan, quỷ kế. Không phải ai cũng sống với nhau, có tình, có nghĩa, thủy chung son sắc. Có những kẻ vì muốn hơn người, vì danh vọng địa vị, sẵn sàng dùng thủ đoạn đẩy người khác vào bước đường cùng. Những kiểu đàn ông sở hữu tướng mặt tiểu nhân dưới đây bạn nên tránh xa, bởi đó là những kẻ bất chấp tất cả để mình được lợi, thậm chí là làm hại người khác. Kết giao với những kiểu người thế này, bạn sẽ rước lấy xui xẻo vào người. 1. Đàn ông sở hữu khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao. Đàn ông sở hữu khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao là người ham chức, ham quyền, làm việc gì cũng đều mưu mô, tính toán. Do đó, để đạt được mục đích của mình, họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, quỷ kế, tuyệt nhiên, không lưu tình. Nếu trong cuộc sống hàng ngày gặp những người đàn ông có nét tướng này, tốt nhất chớ nên giao du nhiều, cẩn thận bị ám hại lúc nào không hay. 2. Xem tướng lông mày. A nhỏ, đuôi lông mày cụp xuống hoặc xách, hình bát tự ngược. Đàn ông sở hữu lông mày hình bát tự ngược thường có tính cách thâm hiểu, tâm can bất chính. Trong chuyện tình cảm có chút dâm dục. Khi làm bất cứ việc gì, tiếp người này đều tính toán thiệt hơn. Nếu không phải điều đem lại lợi ích vật chất lớn nhất cho bản thân, họ sẽ không làm. Để đạt những mục tiêu đã đặt ra, họ sẵn sàng dùng tiểu xảo, mánh khóe, gây cho đối phương những cú gã đau. Nếu không biết cách đề phòng kiểu người này, tai họa sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Trong tình duyên, tiếp người đàn ông này cũng có chút dâm dục trong chuyện tình cảm, luôn đòi hỏi đối phương phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình, mặc kệ đối phương có thực sự hứng thú hay không. Không đáp ứng được, những người đàn ông ấy sẵn sàng làm cho người phụ nữ bị tổn thương và đau khổ. B. Trong lông mày có nốt ruồi. Theo nhân tướng học, nốt ruồi trong lông mày còn gọi là sát khí ẩn tàng. Cánh mày râu sở hữu nét tướng này thường lắm mưu nhiều kế, quỷ kế đa đoan, khó đoán biết tâm địa. Người nào làm ảnh hưởng tới quyền lợi và cản trở con đường của họ thì họ sẵn sàng loại trừ bất cứ lúc nào. C. Không có lông mày, lông mi. Trong nhân tướng học, lông mày, lông mi là biểu tượng của tình nghĩa. Đàn ông không có lông mày, lông mi thường là tướng mặt của kẻ tiểu nhân, đề cao vật chất, coi nhẹ tình nghĩa. Những người này sẵn sàng vì tiền bạc, vật chất mà phản bội lại bạn bè. 3. Tướng mắt đàn ông, tiểu nhân. Xem tướng nam giới, đàn ông tiểu nhân sở hữu mắt có đặc điểm lệch tứ bạch, lòng đen ít, lòng trắng nhiều, hay liếc mắt nhìn xéo. Đàn ông mắt lệch thường có tâm địa bất chính, không được mọi người yêu mến, có thiện cảm. Đàn ông sở hữu đôi mắt tứ bạch nhìn rất đáng sợ và không đáng tin tưởng. Xem tướng mặt thấy kẻ như vậy thường cực kỳ thâm hiểm, mưu sâu kế nhiều, hại người lúc nào không hay. Dù bạn hết lòng hết dạ chân thành với hắn, coi hắn như bạn bè, nhưng chỉ biết chừng sẽ có lúc hắn trở mặt thành thú, rút dao đâm lén sau lưng bạn, bán đứng bạn bè. Họ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Khi hợp tác kinh doanh, bạn cần hết sức thận trọng với loại người có tướng mắt này. Họ có thể loại trừ bạn bất cứ lúc nào nếu bạn làm ảnh hưởng tới quyền lợi và gây khó khăn cho con đường làm giàu của họ. 4. Tướng mũi cong, vẹo. Người có sống mũi cong hoặc vẹo là người thích lừa bịp, lừa dối người khác. Tiếp người này, tâm không chính, thường lợi dụng sự thông minh, láo cá của mình để lừa người khác. Vì thế, gặp những người này đừng kết giao, dù người đó có làm nghề gì đi chăng nữa. 5. Tướng môi. A. Môi mỏng. Đàn ông môi mỏng thường thích buôn chuyện, nói xấu sau lưng người khác. Bất kể chuyện gì, qua lời nói của kẻ này cũng biến tướng xa rời sự thật. Con kiến hóa thành con voi. Do đó, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc, kết giao với kiểu người này. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, phải kết giao, thì hãy biết giữ bí mật, không nên kể chuyện riêng tư cho tiếp người này biết, bởi họ sẽ nhanh chóng phát thanh cho cả làng, cả tổng đều biết bí mật của bạn. B. Môi trên ngắn, thu hẹp. Đàn ông có môi trên ngắn, thường lòng dạ hẹp hòi, ưa nhiều chuyện, thích bàn chuyện thị phi, lấy câu chuyện làm quà. Trước mặt bạn, kẻ tiểu nhân sẽ nói bạn hay, chê người kia dở, nhưng trước mặt người kia, bạn sẽ chẳng ra gì, tìm cách lấy lòng tất cả
nhưng lại ngấm ngầm chia cắt tình cảm bạn bè đồng nghiệp, thậm chí gây tranh cãi và mâu thuẫn khó có thể hàn gắn. Hơn nữa, miệng lưỡi của những kẻ tiểu nhân thường rất khéo, cho dù bị phát hiện, họ cũng biết cách thoái thác, phủi sạch trách nhiệm. Những người này thường theo chủ nghĩa cá nhân, chỉ cần có người không để ý đến hoặc tỏ ý coi thường họ, chắc chắn sẽ bị họ nguyền rủa trách móc. Nếu bạn lỡ đắc tội với họ, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ cùng sự trả thù đầy ác ý của họ ở bất cứ lúc nào. 6. Quay hàm nhọn, bành ra. Kiểu người này tương đối xảo quyệt, rất dễ lấy ơn trả oán. Đây cũng là tiếp người độc đoán cao độ, có nhiều ham muốn quyền lực, hành vi táo bạo, ngạo mạn, là người mặt ác, tâm cũng ác. Họ dễ bắt đứng các mối quan hệ, gió chiều nào thì che chiều ấy, nên khiến người khác phải đề phòng. Họ sẵn sàng trả thù bằng mọi hình thức và thủ đoạn khi bị người khác đắc tội. 7. Ấn đường khít hẹp, nhân trung ngắn. Đàn ông ấn đường hẹp, tiếp điểm ra nhau giữa hai lông mày và nhân trung ngắn, là người lòng dạ hẹp hòi, luôn thích ngấm ngầm phá hoại người khác, không muốn người khác hơn mình. Khi thấy người khác hơn mình, họ liền ngấm ngầm phá hoại bằng mọi cách. Chỉ có ấn đường hẹp, đàn ông nét tướng này rất chi li, mọi chuyện đều quá mức thận trọng, nhìn nhận vấn đề hạn hẹp, hay nghi kỵ, không có chính kiến, không tin tưởng bản thân, không thích hợp để làm việc nhóm. Họ khó có thể sinh tồn khi ở trong nhóm có nhiều người. Chỉ có nhân trung hẹp, đàn ông nét tướng này là người tính tình cẩn thận, nhát gan, thiếu độc lập, năng lực giao tiếp không được tốt lắm. Người có nhân trung rất ngắn, dễ buồn rầu, là việc dễ bị kích động, quan điểm nông cạn. 8. Quay mặt đi gương khác, không nhìn trực diện vào người nói chuyện. Xem tướng mặt của đàn ông, tiểu nhân, khi họ nói chuyện, họ ít khi nhìn thẳng vào đối phương. Ánh mắt láo liên, ẩn giấu đầy tà ý. Tiếp người này thường gian ngoan, nịnh bợ, ăn ở không ngay, khó tạo được thiện cảm của người khác. Trên đây là những nét tướng mặt của kiểu người đàn ông tiểu nhân. Các bạn hãy tham khảo và chú ý tránh xa nếu không muốn kết giao với những người này. Đây đích thị là tướng của kẻ ngạo mạn, khuyên bạn chớ nên giao du. Thông qua việc xem tướng mặt, bao gồm có tướng mắt, tướng mũi, tướng gò má, chúng ta cũng hiểu được phần nào về cá tính, xu hướng hành động của một người. Dưới đây xin bàn về tướng mặt kẻ ngạo mạn, tuy thông minh nhưng lại dễ thất vận vì không được lòng mọi người. 1. Xem tướng mặt, nữ giới có xương gò má cao. Xương gò má cao, đây là kiểu người có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, có tính cách kiêu ngạo, thích tranh đấu hơn thua, thích so sánh, tâm lý hiếu chiến rất mạnh, luôn tự cho mình tài giỏi hơn người, không bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của mọi người. Nhân tướng học cho rằng nữ giới có xương gò má cao không những ích kỷ mà còn kiêu căng ngạo mạn. Nhưng người có gò má kiểu này mang lại cảm giác khó ưa. Khi tiếp xúc thì phần lớn mọi người đều có cảm giác rất khó chịu. Mẫu người này có lòng đố kỵ lớn, không bao giờ muốn người khác hơn mình và dễ ghen tị với người khác dù là chuyện nhỏ nhặt. 2. Nam giới có tướng lông mày hình chữ nhất. Lông mày hình chữ nhất là sợi lông mày đen mịn, khoảng cách vừa phải, bản ngang khá to, dài bằng hoặc hơn mắt. Đầu lông mày và đuôi lông mày to gần bằng nhau và phẳng theo hình chữ nhất. Đây là tướng mạo của người có tính cách ngang tàng, cố chấp, để tâm những chuyện vụn vặt, không dễ thỏa hiệp, không dễ tiếp thu ý kiến của mọi người, là kiểu người kiêu ngạo. Xem tướng khuôn mặt, cụ thể là tướng lông mày hình chữ nhất, đặc điểm của tướng mạo này là sợi lông mày đen mịn, khoảng cách vừa phải, bản ngang khá to, dài bằng hoặc hơn mắt, đầu và đuôi lông mày to gần bằng nhau và phẳng theo hình chữ nhất. Đàn ông sở hữu kiểu lông mày này rất thông minh, sáng dạ, nhưng cá tính mạnh mẽ, thậm chí ngang tàng, cố chấp, không dễ thỏa hiệp. Cũng vì tính cách này mà họ để tuột mất nhiều cơ hội để tiến tới thành công lớn. 3. Nữ giới có tướng mắt tam bạch. Nữ giới có mắt tam bạch là lòng trắng của mắt nằm sát ở phía trên, phía dưới và hai bên đều là tròng trắng. Đây là tướng mạo của phụ nữ thông minh, hay thay đổi, khó nắm bắt tâm tình, lòng dạ nham hiểm, thích dùng thủ đoạn, tính cách kiêu ngạo, luôn cho rằng mình giỏi hơn người, dễ ghen ghét đố kỵ với những người giỏi hơn, hiếm khi thừa nhận khiếm khuyết hoặc sai lầm của bản thân. Xem tướng mặt của nữ giới, người có mắt tam bạch hay gọi là mắt ba tròng, phần lớn là tròng trắng nhiều hơn tròng đen, thường có dã tâm rất lớn, tính cách cố chấp, tự tung tự tác, kiêu căng ngạo mạn. Người này lúc nào cũng muốn giỏi hơn người, nên khó kết giao bằng hữu, hầu như ít hoặc không có tri kỷ trong đời.
Hơn thế, người này làm việc gì cũng dựa trên lợi ích kinh tế để quyết định. Lúc cần thì nịnh nọt, khi ra hết tác dụng thì lại trở mặt ngay. Ngoài ra, nam giới nên quan tâm tới tướng phụ nữ phá tài để chủ động tránh xa, đừng lấy vào kẻo rước vạ vào thân. 4. Tướng người mũi hách. Mũi hách đây là tướng mạo của người kiêu ngạo, ích kỷ, gian xảo, ham hư vinh, luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn người, suy nghĩ nông cạn, không có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách nóng nảy, hiếm khi tiếp thu ý kiến của mọi người. Theo nhân tướng học, người có tướng mũi hách, tức phần lỗ mũi hướng lên trời, đa phần là người có tâm lý nhạy bén, đầu óc cực kỳ linh hoạt, vậy nên khả năng thích ứng cũng như năng lực giao tiếp thể hiện rất mạnh. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là kiêu ngạo, xảo trá, ham hư vinh, luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn người nên khó mà quảng giao. Hơn thế, người này lại có suy nghĩ khá ngây thơ, hời hợt, thiếu dũng khí và sự kiên nhẫn nên đôi khi khó chấp nhận sự thật. Nếu muốn thành công thì người này phải có người hướng dẫn và giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.